Ngày 24 tháng 3, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, gia đình và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tang cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. 9 giờ 15 phút, lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bắt đầu. Tham dự tang lễ có đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến dâng hương và tiễn đưa ông. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã gửi vòng hoa viếng. Xúc động đọc điếu văn, ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là người trị vì ngai vàng trong thế giới truyện ngắn đương đại của Việt Nam. Có thể nói văn của ông có sự thật trần trụi đến nghiệt ngã, nhưng đó là sự trần trụi của một người dám nhìn thẳng vào sự thật và gọi tên sự thật đó. Văn của ông còn có sự đau đớn đến kinh hoàng, nhưng đó là sự đau đớn của trái tim ông với tình thương yêu giữa con người với cộng đồng. Anh Nguyễn Phan Bách, con trai của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nói lời cảm tạ trước tình cảm, sự mến mộ, tình yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và độc giả dành cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông không mất đi mà dòng máu của ông sẽ còn chảy mãi trong huyết quản của anh em chúng tôi và những người con cháu của ông. Ông sẽ còn đó trong những ký ức, những kỷ niệm của bạn bè và đồng nghiệp. Tư tưởng, tinh thần của ông sẽ còn mãi trong những tác phẩm của ông đối với toàn thể những người yêu văn học Việt Nam và quốc tế. Lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, sau đó thi hài của ông sẽ được đưa xuống nhà hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng vào lúc 15 giờ 30 phút đến 17 giờ cùng ngày tại nghĩa trang gia đình, thôn Tằng Mi, xã Nam Đồng, Đông Anh, Hà Nội. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.